Ngày 7 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Đặng Thanh Tùng, 38 tuổi, ngụ ấp Xẻo Nhầu A, xã Tân Thạnh, huyện An Minh về hành vi hủy hoại tài sản. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do buồn chuyện gia đình về việc vợ và con bỏ nhà đi, nên khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 7, sau khi nhậu say về, Tùng vào phòng ngủ lấy tấm vải nệm rồi dùng bật lửa châm đốt làm cháy căn nhà của mình đang ở. Sau đó Tùng ra trước nhà đứng nhìn ngọn lửa bùng cháy. Do đêm khuya, người dân không phát hiện nên lửa từ nhà Tùng cháy lan qua nhà bên cạnh. Nhận được tin báo, công an xã Tân Thạnh và công an huyện An Minh đã nhanh chóng có mặt cùng người dân tham gia chữa cháy và chống cháy lan. Hậu quả, ngoài căn nhà của Tùng bị cháy hoàn toàn thì có 4 căn nhà khác của hàng xóm bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại tài sản trên 2 tỷ đồng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.